Cô mến chào tất cả các con. Vậy là chúng ta đang bước vào những tuần cuối cùng của học kỳ 1. Và nội dung trong tiết học của tuần này, cô sẽ tiến hành ôn tập cho các con những nội dung quan trọng cho việc kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Nhìn trên slide, các con chúng ta thấy là nội dung kiểm tra rất là nhiều bài. Các con chúng ta cùng quan sát với cô nhé. Nội dung gồm có những bài sau đây. Bài 9, Trung Quốc cổ đại, phần 4 La Mã. Bài 10, Hy Lạp cổ đại, phần 2 và 3 La Mã. Bài 11, La Mã cổ đại, phần 2 và 3 La Mã. Bài 13, Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á, từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Các con chúng ta sẽ học cả bài, đó là phần 1 và phần 2 La Mã. Tiếp tục với bài 14, Nước Văn Lang, Âu Lạc. Chúng ta cũng sẽ học cả bài, đó là phần 1 và phần 2. Và cuối cùng là bài 15, Đời sống người Việt dưới thời Văn Lang, Âu Lạc. Thì các con chúng ta sẽ ôn phần 1 La Mã. Trong tiết học này thì chúng ta sẽ không cần phải ghi bài mà các con lắng nghe những lời cô giảng. Bởi vì đây chính là những kiến thức trọng tâm nhất cho việc ôn thi kiểm tra học kỳ 1. Và nếu như các con chúng ta muốn ghi chép những lời giảng dạy của cô thì chúng ta có thể chuẩn bị một tờ giấy và cây viết để ghi lại những lời mà cô nhấn mạnh trọng tâm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên, đó là bài 9, Trung Quốc cổ đại, phần 4 La Mã. Bài 9, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ 7. Phần 4 La Mã, thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc cổ đại. Các con chúng ta đang quan sát, đây là cô đã hệ thống lại cho các con những thành tựu văn hóa tiêu biểu của cư dân Trung Quốc. Thời kỳ cổ đại gồm có tư tưởng, chữ viết và văn học, y học, khoa học kỹ thuật và kiến trúc. Sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu những thành tựu văn hóa của người Trung Quốc về mặt tư tưởng. Thời kỳ Trung Quốc cổ đại thì tư tưởng chính thống của nhà nước đó chính là Nho giáo. Đây là chân dung của Khổng Tử, nhà sáng lập Nho giáo, được phát họa lại. Tư tưởng Nho giáo có những nội dung gì? Đó chính là đề cao vai trò của giáo dục, với câu nói rất là quen thuộc mà cô nghĩ các bạn học sinh chúng ta đều biết, đó là tiên học lễ, hậu học văn. Bên cạnh đó thì Nho giáo còn nhấn mạnh sự tôn ti trật tự trong xã hội, nhất là bổn phận phục tùng tuyệt đối của kẻ dưới với bề trên. Đó là với nhà vua và nhân dân thì chắc chắn là nhân dân bắt buộc phải phục tùng tuyệt đối những mệnh lệnh của nhà vua. Bởi vì vua được xem là thiên tử. Thiên tử có nghĩa là con trời đó các con. Và tư tưởng Nho giáo còn nổi tiếng với một hệ thống, đó chính là tam cương và ngũ thường. Vậy thì tam cương ngũ thường là gì? Cô đã giảng ở tiết học của bài Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Chúng ta có thể quay lại bài cũ để mà xem nhé. Thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc đó chính là về chữ viết. Các con chúng ta quan sát, chữ viết của người Trung Quốc cũng là chữ tượng hình. Chữ tượng hình thì các con có nhớ là chúng ta đã học ở quốc gia nào rồi không? Đó chính là nước Ai Cập đúng không? Thì hầu hết các quốc gia cổ đại ở phương Đông như là Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ đều là chữ tượng hình. Nét đặc biệt chung của loại chữ viết người phương Đông đó là chữ tượng hình. Thì ở Trung Quốc họ có những hình thức viết chữ như sau. Thứ nhất đó chính là chữ khắc trên xương thú và mai rùa, còn gọi là chữ giáp cốt. Như các con chúng ta đang quan sát trên hình, đó chính là chữ khắc trên xương thú.
Thứ hai thì người Trung Quốc còn khắc trên chuông và đỉnh đồng. À, đây chính là kim văn. À, và một cái hình thức phổ biến hơn đó chính là chữ được viết trên thẻ tre. Thì cô nghĩ là cái hình thức chữ được viết trên thẻ tre thì các con chúng ta được nhìn thấy rất là nhiều lần rồi đúng không? Trên phim ảnh, trên sách báo. Thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc đó chính là về văn học. Thì trên slide các con chúng ta đang thấy đây là cái bộ kinh thi gồm 3 quyển do Khổng Tử. Khổng Tử chính là nhà sáng lập Nho giáo đó các con. Và tác phẩm kinh thi này cũng được xem như là một trong những cái tác phẩm kinh điển của Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Bên cạnh đó thì còn có bộ sử của Tư Mã Thiên, đầy đủ là Sử Ký Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là một nhà sử học Trung Quốc sống vào đầu thời nhà Hán và ông được xem là cha đẻ của ngành sử học Trung Quốc với bộ Sử Ký. Đây là bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc viết từ thời nhà Tần cho đến thời Tư Mã Thiên đang sinh sống, có nghĩa là thời nhà Hán. Về y học, chúng ta sẽ thấy có sự góp công rất lớn của hai nhân vật đó chính là Biện Thước và Hoa Đà. Thì nền y học Trung Quốc đó chính là việc chữa bệnh bằng thảo dược, châm cứu và bấm huyệt. Về khoa học kỹ thuật, các con chúng ta quan sát những thành tựu khoa học kỹ thuật tiêu biểu của người Trung Quốc. Đó chính là kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng. Trong đó thì chúng ta còn nhớ là ở đất nước Ai Cập, giấy được làm từ papyrus đúng không? Được làm từ thân cây papyrus. Về sau thì người Trung Quốc họ học hỏi những kinh nghiệm làm giấy của người Ai Cập. Và sau đó là họ làm ra giấy. Và đặc biệt nhất chính là kỹ thuật in. Như các con chúng ta đang quan sát thì kỹ thuật in này được người Trung Quốc cổ đại phát minh ra. Và khi nhà sư Huyền Trang thời nhà Đường khi mà qua Tây Thiên Thỉnh Kinh, các con chúng ta còn nhớ qua tác phẩm Tây Du Ký không? Thì sau khi mà nhà sư Huyền Trang từ Tây Thiên Thỉnh Kinh về lại Trung Quốc thì đã nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo ra kỹ thuật in để mà in ấn kinh Phật. Và các con chúng ta đang thấy hình ảnh đây chính là một cái bản in được các nhà khảo cổ học tìm thấy. Và cái bản in này là in những cái nội dung trong kinh Phật. Rồi tiếp theo, một trong những thành tựu của người Trung Quốc nữa đó chính là la bàn. Và cuối cùng là thuốc súng. Đây chính là tứ đại phát minh của người Trung Quốc. Cô nhắc lại đó chính là làm giấy, in, la bàn và thuốc súng. Về thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc mà các con chúng ta được nghe nói đến rất là nhiều đó là kiến trúc và điêu khắc, đặc biệt chính là công trình Vạn Lý Trường Thành. Công trình Vạn Lý Trường Thành này được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, sau đó là được Tần Thủy Hoàng nối lại và kéo dài hơn, và người ta ước tính là Vạn Lý Trường Thành dài khoảng 56.000 km và chiều cao từ mặt đất đến tường thành đó chính là 7 m. Vậy thì nhiệm vụ của Vạn Lý Trường Thành này được xây dựng nhằm mục đích gì? Đó chính là bảo vệ Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài, và nó được xem như là một hàng rào tự nhiên giúp cho người Trung Quốc kiểm soát biên giới. Và một trong những thành tựu kiến trúc của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại đó chính là về lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, về cung A Phòng. Đây chính là một trong những cái công trình kiến trúc rất là tiêu biểu của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại nhé các con. Đây chính là nội dung ghi bài mà ở tiết dạy cô cũng đã cho các con hệ thống lại. Thì sau đây các con chúng ta dành ra ít giây để mà chúng ta quan sát lại bài ghi của bài chính
Trung Quốc thời kỳ cổ đại nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài 10, Hy Lạp cổ đại. Về bài Hy Lạp cổ đại thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần 2 và phần 3 La Mã. Phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tổ chức nhà nước thành bang của người Hy Lạp. Đầu tiên thì các con chúng ta ôn lại về khái niệm thành bang. Thành bang nghĩa là gì? Thành bang là những nhà nước nhỏ có một thành thị là trung tâm và xung quanh sẽ là vùng đất để trồng trọt. Và trong mỗi thành bang độc lập đó, nó sẽ có phố xá, lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát, bến cảng. Và mỗi thành bang sẽ có bộ máy quyền lực riêng, luật pháp riêng và tài chính riêng. Cho nên cô sẽ nói ở Hy Lạp, đặc trưng của nền chính trị đó chính là thành bang độc lập. Mỗi thành bang là mỗi nhà nước độc lập ha, sẽ có bộ máy quyền lực riêng, có luật pháp và có tài chính riêng. Hy Lạp cổ đại sẽ bao gồm nhiều thành bang độc lập đó và tiêu biểu nhất là hình thức nhà nước dân chủ ở Athens. Cô mời các con chúng ta quan sát vị trí của quốc gia Athens trên bản đồ. Vậy thì chúng ta tìm hiểu về khái niệm dân chủ. Thì khái niệm dân chủ ngày nay có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và mang ý nghĩa là gì? Là quyền lực sẽ thuộc về nhân dân. Và cơ cấu tổ chức của nhà nước Athens sẽ gồm 4 cơ quan chính. Các con chúng ta cùng quan sát với cô. Thứ nhất, đó là Đại hội Nhân dân. Và đây chính là cơ quan quan trọng nhất trong bộ máy nhà nước Athens. Tiếp theo, đó là Hội đồng 10 tướng lĩnh. Và tiếp theo, đó là Hội đồng 500. Và cơ quan cuối cùng, đó là Tòa án 6.000 người. Ở nội dung này thì các con chúng ta nhấn mạnh cho cô ha. Nhà nước Athens sẽ gồm 4 cơ quan chính và trong đó Đại hội Nhân dân được xem là cơ quan quan trọng nhất. Và đây là nội dung ghi bài của phần 2 La Mã, tổ chức nhà nước thành bang. Các con chúng ta cũng dành ra ít giây để mà xem lại. Những thành tựu tiêu biểu về văn hóa của nhân dân Athens đó là về chữ viết, văn học, về khoa học tự nhiên, về triết học, về kiến trúc và về điêu khắc. Về chữ viết thì đây chính là bảng chữ cái của người Hy Lạp. Các con chúng ta cùng quan sát với cô nhé. Về văn học thì chúng ta sẽ thấy là có sự góp mặt của nhà văn Homer với bộ sử thi là Iliad và Odyssey. Về khoa học tự nhiên thì chúng ta sẽ thấy là có sự đóng góp của rất là nhiều nhà khoa học như là Archimedes. Ông có nhiều đóng góp rất lớn trong lĩnh vực vật lý, toán học và thiên văn học. Đây là những thành tựu, những đóng góp của ông trong lĩnh vực toán học, trong lĩnh vực toán học và thiên văn học. Các con chúng ta sẽ quan sát lại nhé. Về vật lý thì ông có một câu nói rất là nổi tiếng: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Tiếp theo, về khoa học tự nhiên cũng là sự góp mặt của nhà sử gia Herodot. Đây được xem như là người cha của sử học. Ông có rất là nhiều cuốn tập sách lịch sử nói về các cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp, Ba Tư, Ai Cập và các nước khác. Và một câu nói rất nổi tiếng của ông đó là gì? Vội vàng là cha thất bại. Các con chúng ta nhớ.
rút kinh nghiệm qua câu nói này nhé. Khi chúng ta làm bất cứ một việc gì thì chúng ta cũng nên làm một cách chậm rãi, từ tốn và cẩn thận. Nhất là chúng ta sắp sửa làm bài kiểm tra với hình thức trắc nghiệm. Đó là khi chúng ta đọc câu hỏi thì chúng ta cần phải xác định được câu trả lời như thế nào và phải phanh tròn đúng cái đáp án đó. Về triết học thì triết học rất nổi tiếng với nhà triết học là Aristotle, và ông được xem như là bậc thầy của triết học Hy Lạp với câu nói cũng rất là nổi tiếng: thầy đã quý, chân lý còn quý hơn. Đây chính là một trong những một thành tựu rất là nổi bật của người Hy Lạp mà được nhiều thế hệ ngày nay biết tới, đó là kiến trúc và điêu khắc. Trên hình các con chúng ta đang quan sát đền Parthenon được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, và đây chính là một kiến trúc của thành phố Athens. Và đền được xây dựng trong thời gian là 15 năm, là từ năm 447 đến năm 438 trước công nguyên. Và đền Parthenon được xây dựng để tôn vinh thần vệ nữ Athena, và đền đã bị phá hủy bởi chiến tranh vào thế kỷ 17. Đây là một sự rất là đáng tiếc cho lịch sử nhân loại. Và các con chúng ta đang quan sát, đây chính là cái hình ảnh của đền Parthenon. Những cái hiện vật còn sót lại của kiến trúc đền Parthenon ở Athens. Bên cạnh đó thì người Hy Lạp họ cũng rất là nổi tiếng với những tượng điêu khắc về cơ thể con người. Các con chúng ta đang quan sát, đây là tượng vệ nữ thành Milo, và bên cạnh đó là nữ thần săn bắn. Đây là những tác phẩm về gốm sứ. Nội dung ghi bài của bài Hy Lạp cổ đại, các con chúng ta cùng hệ thống lại với cô nhé. Tiếp tục với nội dung của phần ôn tập, đó là bài 11, La Mã cổ đại. Bài 11 chúng ta cũng sẽ ôn gồm có hai nội dung lớn. Đó là chúng ta sẽ ôn phần 2 La Mã, tổ chức nhà nước đế chế La Mã, và phần 3 La Mã, đó chính là tìm hiểu về những thành tựu văn hóa của người La Mã cổ đại. 2 La Mã, tổ chức nhà nước La Mã cổ đại. Đầu tiên, cô và các con sẽ tìm hiểu lại phần khái niệm như thế nào là cộng hòa và như thế nào là đế chế. Cộng hòa là quốc gia không có vua và người đứng đầu sẽ do công dân bầu chọn. Còn đế chế là gì? Đế chế nó khác với cộng hòa. Đế chế là quốc gia có hoàng đế, có nghĩa là có vua đó các con. Và quốc gia có hoàng đế sẽ mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài bằng cách chiến tranh xâm lược. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nhà nước La Mã sẽ theo cái hình thức như thế nào. Thời kỳ đầu thì ở La Mã theo hình thức đó là cộng hòa. Các con chúng ta đang quan sát trên hình, đây là quyền lực của vị nguyên lão dưới thời cộng hòa. Thời cộng hòa, cô nhắc lại, là nhà nước không có vua và các cơ quan được bầu ra do nhân dân bầu ra. Vậy thì vị nguyên lão dưới thời cộng hòa sẽ có quyền lực như thế nào? Thứ nhất là vị nguyên lão sẽ gồm có 300 thành viên và có những cái quyền lực sau đây. Thứ nhất đó là quyền đề xuất luật. Thứ hai là quyết định hòa bình hay chiến tranh. Và thứ ba sẽ là đề cử ra quan cấp chính, có nghĩa là người đứng đầu vị nguyên lão này. Các con chúng ta đang quan sát, đây chính là hình ảnh một thành viên đang diễn thuyết tại vị nguyên lão, tranh vẽ được phát họa lại.
Và sau đó thì có một nhân vật đã xuất hiện, đây chính là nhân vật Octavius Ceda Augustus, được sinh ra vào năm 63 trước công nguyên và mất vào năm 14. Và ông Octavius là người như thế nào? Đây là người đã đưa La Mã bước vào kỷ nguyên hoàng kim của quyền lực và thương mại ở Địa Trung Hải. Vào thời kỳ Octavius, Roma được xây dựng nguy nga tráng lệ như lời tuyên bố của ông. Ta đã nhận một Roma bằng gạch và để lại một Roma bằng cẩm thạch. Vậy thì chúng ta sẽ xem coi nhân vật Octavius này đã có công đóng góp như thế nào trong lịch sử của nhà nước La Mã cổ đại nhé. Các con chúng ta sẽ quan sát, đây là sơ đồ tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã. Lúc bấy giờ thì Octavius đã mở đầu cho thời kỳ đế chế La Mã và hoàng đế sẽ là người đứng đầu nhà nước và xếp sau sẽ là vị nguyên lão và xếp cuối đó chính là đại hội nhân dân, nhưng mà bây giờ chỉ là hình thức thôi, bởi vì tất cả mọi quyền lực lúc bấy giờ sẽ được tập trung vào tay của hoàng đế, đó chính là Octavius. Và đây là nội dung ghi bài của phần 2 La Mã, tổ chức nhà nước La Mã cổ đại. Các con chúng ta cùng dành ra ít giây để mà hệ thống lại kiến thức nhé. Các con nhớ cho cô là nhà nước đế chế La Mã, quyền lực sẽ tập trung vào tay của nhà vua. Sau đây, cô mời các con chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã cổ đại nhé. Sau đây, cô đã thống kê cho các con những thành tựu tiêu biểu của người La Mã. Thứ nhất là về chữ viết, thứ hai là toán học, thứ ba là luật pháp và thứ tư là về kiến trúc và điêu khắc. Về chữ viết thì người La Mã đã đóng góp một cái rất lớn cho nền chữ viết nhân loại, đó chính là bảng chữ cái ABC. Thì các con chúng ta sẽ thấy là bảng chữ cái của người La Mã, Roma, họ sẽ tiếp thu bảng chữ cái từ người Hy Lạp. À, các con chúng ta quan sát hình phía bên tay trái, bảng chữ cái Hy Lạp, Roma cổ đại, thì chữ của người Hy Lạp sẽ học hỏi từ chữ cái của người Phoenicia. Về sau thì người Hy Lạp họ sẽ viết lại theo cái cách viết của mình. Và cuối cùng, chữ cái Latin là cái chữ cái mà của người La Mã đó các con. Họ sẽ hệ thống lại một lần nữa và ra những cái nét viết nó sẽ đơn giản hơn. Và đây được gọi là bảng chữ cái ABC. Và được xem là một trong những đóng góp vĩ đại của người dân La Mã cho loài người. Cô mời các con chúng ta cùng quan sát. Đây là bảng chữ cái Latin. Các con có thấy giống với chữ viết ngày nay của chúng ta hay không? Rất là giống đúng không? Bởi vì nó được xem như là cái nền tảng đầu tiên về chữ viết của loài người sau này. Về toán học, các con chúng ta cùng xem lại những ý chính với cô. Dù không còn được dùng trong tính toán nhưng vẫn được dùng để đánh số đề mục hoặc sử dụng đánh số trên bề mặt đồng hồ. Như các con chúng ta thấy là phần 1 La Mã, 2 La Mã, những cái phần lớn trong bài học thì chúng ta đều sử dụng số La Mã để mà đánh số đúng không? Và có thể là chúng ta được quan sát chữ số La Mã trên những cái bề mặt đồng hồ hay là trong những cái công trình kiến trúc mang đậm cái tính của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Đây là về luật pháp. Hệ thống luật La Mã sẽ được coi là tiến bộ nhất thời kỳ cổ đại. Như cô có giảng cho các con rồi, thì luật pháp của người La Mã có những cái nội dung rất là tiến bộ.
như là những cái nội dung về luật thừa kế nè, luật hôn nhân gia đình. Và sau này thì những cái bộ luật hiện đại cũng học hỏi rất là nhiều từ những nội dung trong bộ luật 12 bản của người La Mã. Và cũng giống như người Hy Lạp thì thành tựu của người La Mã rất là nổi bật trong lĩnh vực kiến trúc. Các con chúng ta sẽ quan sát hình 11.6, đây là đường Appia chạy giữa thành Roma cổ đại từ Tây sang Đông. Và người La Mã có một cái phát minh rất là tiêu biểu trong lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc, đó là họ đã sáng tạo ra bê tông. Và các con chúng ta sẽ thấy là có một câu nói rất là quen thuộc là mọi con đường đều đổ về Roma, bởi vì các con biết là hệ thống quy hoạch đường xá của người La Mã rất là khoa học. Và những cái con đường cuối cùng nó sẽ tập trung về thủ đô Roma của La Mã. Nên mà các con chúng ta đã từng nghe câu nói này thì sẽ dễ hình dung ha, sẽ biết được lý do vì sao có được câu nói này. Và nhờ vào cái hợp chất bê tông mà người La Mã đã xây dựng được những cái công trình kiến trúc rất là đồ sộ, như các con chúng ta đang quan sát đấu trường Colisée, rồi quảng trường Roma, đây cũng là một biểu tượng của La Mã thời kỳ cổ đại. Và đây là nội dung ghi bài của phần 3 La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã. Các con chúng ta sẽ xem lại và hệ thống với cô nhé. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ qua tiết 2 ôn tập của tuần này. Và tiết 2 ôn tập chúng ta sẽ ôn những bài có liên quan về khu vực Đông Nam Á rất gần gũi với lại chúng ta, và chúng ta sẽ ôn tiếp tục về hai nhà nước đầu tiên trong lịch sử của người Việt Nam, đó là nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc. Và cuối cùng là chúng ta sẽ ôn tập về những nét nổi bật trong đời sống vật chất của người Việt thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng qua tiết 2 với cô luôn nha các con.